Thank you.
con của mẹ đã được con người quay lại sinh rồi. Vậy con còn mong làm các công việc của mình nó còn khỏe. Vâng ạ. Để con người quan tâm bảo vệ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.